nay giới thiệu với anh em một loại rùa mà có thể coi như là một loài rùa dọn bể đi. Với những người nuôi cá thì chúng ta biết có cá lau kính hay còn gọi là cá dọn bể đúng không? Còn với loài rùa cũng có một con rùa có thể coi là rùa dọn bể. Tại vì sao các bạn biết không? Các bạn nhìn đây này, nó đang ăn phân của con rùa khác đấy. Con rùa mát to kia kìa, vừa ị ra một cục to đùng. Và con rùa này nó nhảy vào chén luôn, dọn phân sạch sẽ. Và tên của nó là rùa ninja. Đúng như các bạn nghe thấy đấy, giống như là ninja rùa vậy. Mình cũng không hiểu tại sao nó lại có cái tên là rùa ninja. Nhà nuôi con này thì rất là hay. Khi để nó đói, nó sẽ ăn phân của các con khác. Thế là bể rùa của mình sẽ sạch sẽ, không phải hút phân nhiều. Cái thứ hai nữa là kích thước của nó cũng khá là nhỏ, max size chắc chỉ tầm 20 hoặc 30 phân thôi, không quá to. Và nó cũng là một loài rùa hiền lành, nuôi cộng đồng được. Nếu mà anh em đang có ý định set up một cái bể rùa cộng đồng thì nên có một chú rùa ninja ở trong bể của mình nhá. Nhìn mặt cũng rất là dễ thương đúng không? Ở những cái video sau, mình sẽ tiếp tục giới thiệu thêm những loài rùa mới cho mọi người. Bye bye!